Chào mừng anh em đến với kênh Đam Mê Năng Lượng. Để trả lời cũng như giải đáp các thắc mắc của anh em nêu ra hôm nay thì đến với câu hỏi đầu tiên của một anh viết khá là dài. Anh cho em hỏi là nếu mình dùng cổng tải từ điều khiển sạc năng lượng mặt trời để giả lập cho ắc quy 12V và cấp nguồn cho bộ sạc năng lượng mặt trời khác có được không ạ? Liệu bên sạc được cấp giả lập ắc quy có đủ dòng 12V không vậy? Không hay bị tuột dòng ạ. Em có thấy mấy con sạc năng lượng mặt trời màu xanh khá rẻ, em định mua dùng nó như một cái CB và như một cái chế độ bật tắt hẹn giờ tự động, mong anh hướng dẫn. Cảm ơn anh và chúc anh và kênh ngày càng phát triển ạ. Dạ xin cảm ơn anh rất nhiều. Dạ được anh ạ, được. Theo cái ý của anh đưa ra thì anh đã hiểu rồi, anh nắm được cái thông tin đó rồi. Tại vì hôm bữa tôi có làm cái video hướng dẫn là anh đã có xem rồi, thì anh đã có cái ý định mà bây giờ anh đã đang băn khoăn được hay là không thì tôi nói được đó. Anh muốn anh làm mà anh lấy cái ngã lá tải ra, anh làm hai cái cọc ắc quy, là một cái ắc quy giả lập ở đây, thì anh muốn cấp nguồn cho bao nhiêu cái con sạc giá rẻ, bao nhiêu con sạc cũng được, 50 con sạc cũng được. Nhưng có vấn đề lưu ý ở đây, tôi ví dụ cái sạc tổng là ví dụ một cái sạc tổng từ ắc quy lên, rồi mình lấy cái này mình làm giả lập nè. Ví dụ như con sạc 30A thì cái cổng lá tải này nó cho phép ra là khoảng chừng 360W điện đổ lại. Đó, 360W điện đổ lại thì trong cái khung 360W đó anh lắp bao nhiêu con sạc nữa, anh cấp nguồn cho bao nhiêu con sạc nữa trên cái cổng này ra, anh cấp 50 con sạc này cũng được. Nhưng tổng cái số lượng mà con sạc anh cấp nguồn nhá thì anh sử dụng khoảng 300W giờ đổ lại thôi ha. Đó, ví dụ như con á, anh mua về con này đều để mình làm cái công tắc á cũng được, bị gì? Bây giờ cái sạc màu xanh nó quá rẻ đúng không? Bây giờ nếu mà anh em mà mua những cái thiết bị mà hẹn giờ để bật tắt cái đèn đó, nó cũng mắc hơn là mua những cái sạc này về mình làm cái đồng hồ hẹn giờ để bật tắt các thiết bị điện DC 12V ha. Đó. Thì mỗi một cái vậy anh sử dụng một cái bóng đèn, hai cái quạt, hai cái gì đó. Ví dụ như tổng cái công sức sử dụng các cái con sạc mà anh đã lấy nguồn từ cái con sạc chính đó, ra thì khoảng chừng 300W giờ đổ lại cho những cái con sạc 30A bên hệ 12V ha. Đó thì cái này cũng tùy theo con sạc, nếu con sạc 40A thì nó cho đầu ra được 480W, 50A thì nó cho ra cái đầu ra lót tải được 600W, nhưng mà mình xài ví dụ như con 30A thì nó cho ra 360W thì mình xài khoảng 300W đổ lại cho tổng các con sạc của mình. Đó, anh muốn lắp bao nhiêu con sạc được, anh muốn lắp 10 con hay là 20 con cũng được, anh muốn cấp nguồn cho bao nhiêu con sạc cũng được hết, nhưng mà anh phải biết sử dụng ít thôi, chứ không nên sử dụng nhiều quá thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái con sạc tổng, ảnh hưởng đến con sạc mà giả lập ra cái ắc quy nha. Đó thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh là được nha, ok nha, hoàn toàn được đó. Thì cái này tôi không nói dài dòng nữa tại vì anh đã nắm được cái vấn đề rồi, nên tôi xin tóm tắt là được, được và không được thôi đó ha. Tại vì cái vấn đề ở đây anh đang phân vân là được hay không đó, tại vì anh đã nắm được cái vấn đề thì tôi nói được, ok, anh muốn cấp bao nhiêu con sạc cũng được hết, nhưng mà anh phải biết là sử dụng tổng công suất tải là con sạc 30A bên hệ 12V khoảng 300W đổ lại mà thôi. Đó là như vậy nha, xin cảm ơn anh nhiều nhé. Tiếp theo là câu hỏi đến từ một anh cho hỏi em có 4 tấm pin 41V 450W thì xài sạc năng lượng mặt trời loại gì anh? À, câu hỏi này khó à. Không biết là anh sử dụng hệ 24 hay là 48 hay hệ 12 đó, để tôi lựa chọn những cái con sạc thích hợp cho anh ha. Đó, theo tôi thấy bây giờ thì tôi cũng không biết là anh sử dụng cái hệ nào đó, nhưng mà tôi nghĩ là hệ 24 hoặc 48 thì anh cũng có thể là mua cái con sạc MBT 60A nha anh. Đó, sạc MBT 60A sẽ điều khiển được những bốn cái tấm pin này sạc cho hệ 24 hoặc là 48 đó thôi. Thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh nha. Khi nếu mà anh xài hệ 24 hay là 48 gì thì anh phải cân nhắc lại con sạc. Ví dụ như là anh sạc pin hệ 24 á thì anh mua sạc MBT 60A, còn nếu mà anh sạc cho hệ 48 á thì anh cũng có thể là mua con sạc MBT 40A cũng được, hoặc 45A cũng được ha. Thì cái này cũng tùy theo hệ mà mình đầu tư cái con sạc cho nó phù hợp với cái công suất pin của mình ha. Rồi qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh nha. Tiếp theo là câu hỏi đến từ một anh ơi tư vấn giúp em dùng inverter 1kW hệ 12V kích 220V cấp cho máy tiêu thụ tầm 100W thì cần ắc quy bao nhiêu Ah để chạy xuyên đêm từ 5 giờ chiều đến 7 giờ sáng hôm sau ạ? Mong anh rep chúc anh và gia đình sức khỏe, ra nhiều clip bổ ích. Dạ xin cảm ơn anh rất nhiều ạ.
Rồi nếu mà anh sử dụng liên tục với công suất tầm khoảng 100 watt giờ á, 100 watt giờ từ 5 giờ chiều đến 7 giờ sáng là 14 tiếng đúng không? 14 tiếng thì nó tầm khoảng luôn kích nó tiêu thụ nữa. Kích tiêu thụ 14 tiếng là tầm khoảng 200 watt nữa. Cái kích 12V 1000 watt nó tiêu thụ khoảng 12 watt giờ. Thì 12 tiếng cho 200W đi với cái lượng điện anh tiêu thụ lần ký tư đúng không? 14 tiếng. 14 tiếng là 1400W rồi cộng 200W kích nó ăn nữa. Đó là tầm tầm khoảng 1600W thì anh chỉ cần cái pin 200Ah là đủ rồi ha. Cái pin 200Ah sạc no là đủ phục vụ cho anh cái thiết bị mà 100W giờ từ chiều đến sáng 14 tiếng đồng hồ ha. Đó, cái pin 200Ah là phủ phê rồi. Nhưng mà phải sạc no nha anh. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh là 200Ah ắc quy nha. Rồi xin cảm ơn anh nhiều. Tiếp theo là câu hỏi đến từ một anh Thông cho em hỏi hai bình axit 150Ah 24V hai tấm pin 425W sạc MPT 60A sạc hệ 24V điện áp đến 150V, vậy mình nên đấu hai tấm pin song song hay nối tiếp cho hiệu suất tốt anh? Em xài dây DC 6 chấm từ tấm pin xuống bình khoảng 8 m, em đấu con sạc ngay giữa đoạn dây đi được không anh? Tại em ở ghe định để con sạc như vậy để tiện theo dõi. Cảm ơn anh. Rồi được anh ạ, được anh đấu ở phần giữa, cái này cái tình trạng bắt buộc anh đấu phần giữa. Theo tôi hiểu là hình như là nếu mà trên ghe thì những cái pin ắc quy anh để dưới 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 ngay chỗ gần cái mái ghe đúng không? Còn trên mui ghe là ngay chỗ anh ngồi là tay công, anh ngồi anh lái, anh muốn để cái con sạc ngay chỗ anh ngồi anh lái đó để anh dễ kiểm tra. Thì đoạn và phần giữa được 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 nha. Dây DC 6 chấm thì anh chia chia ra làm hai là được rồi. Tại hệ 4 mà dây DC 6 chấm cái dòng rất là cao, chịu dòng rất là cao, quá tuyệt vời rồi ha. Đó được nha. Còn hai tấm pin này á, anh sạc này hệ 4 áp cao, anh đấu song song nha. Tại vì đi trên ghe lúc nào mình không có cố định một chỗ, mình chạy chỗ này chỗ khác nên cái cường độ dòng điện nó không ổn định, nên pin mình lắp song song thì nó hoạt động sẽ ổn định hơn. Với lại cái đường dây có từ cái pin đến con sạc anh chia hai có 4 m à, nó quá ngắn, đấu song song pin cho nó tốt nha. Đó, đấu song song pin lại hai tấm đấu song song chứ không cần đấu nối tiếp đâu. Đường dây dài mình đấu nối tiếp chứ cái đường dây mà từ cái con sạc đến cái tấm pin có 4 mét à, tại vì anh chia hai rồi. Rồi còn 4 mét nữa từ sạc xuống cái pin. Đó, anh đi dây 6 chấm từ sạc xuống pin cũng được nữa. Đó dây này cắt làm hai tại vì dây DC 6 chấm mà nếu mà anh đi dây mà từ sạc xuống pin quy mà 4 mét cũng được, dây DC 6 chấm là quá an toàn rồi. Quá tuyệt vời rồi. Được nha anh, được ha. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh là được nha. Pin thì anh đấu song song nha, cho đạt hiệu suất tốt nha. Đó, còn anh lắp ở giữa đoạn dây là dụ như 4 mét được luôn. Đó, ngay chỗ mình ngồi mình lái sẵn có cái điều khiển hiển thị lên mình xem luôn, khỏi mất công chui xuống cái hầm máy để xem ha. Đó, cũng được, được, không có vấn đề gì nha anh. Rồi xin cảm ơn anh nhiều. Tiếp theo là câu hỏi đến từ một anh em có bình 12V 110Ah thì em đấu song song với bình 12V 30Ah chung được không anh? Dạ được anh, hoàn toàn được ha. Rồi qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh là được nha anh. Rồi xin cảm ơn anh. Tiếp theo là câu hỏi đến từ một anh Thông cho em hỏi, em dùng hệ ắc quy 24V với con kích 2000W mà lúc em cắm tải với công suất khoảng 1500W thì ngay chỗ tiếp xúc chỗ đầu cốt giữa ắc quy với bộ kích sờ vào bị nóng là sao vậy anh? Mà dây nối từ bình ắc quy lên kích thì không nóng, em dùng dây to 10 ly vậy có bình thường không anh? Em cảm ơn anh, chúc anh và gia đình sức khỏe ạ. Dạ xin cảm ơn anh rất nhiều. Rồi cái trường hợp này anh nên thay cái đầu cốt như thế này. Đó, nó bị nóng vậy là nó truyền cái dòng điện đi không có tốt. Cái điện DC này anh em phải thường xuyên kiểm tra. Cái cách kiểm tra tôi hay chia sẻ anh em á, cách kiểm tra đơn giản như rờ tay vô chỗ nào nóng là khắc phục chỗ đó liền. Cái đầu cốt anh nó bị vơm cắt ngay đó bỏ. Anh ra cái tiệm mấy anh mà sửa điện tử bên điện cơ nha, bên điện tử là không có những cái đầu cót bự đâu, bên điện cơ mới có. Điện cơ là những cái anh mà quắn motor rồi, các anh mà sửa motor bơm nước rồi sửa remote phát điện rồi ha, sửa quạt sửa này sửa kia rồi bên điện cơ á, thì các anh đó có bán mấy cái đầu cót như thế này nè. Mấy cái đầu cót lỗ 8 ly nè ha, lỗ 8 ly thì anh mua cái đầu cót bằng đồng mới về thì anh cắt cái đầu cót cũ ra ha. Đó, cắt đầu cót cũ ra rồi anh tút cái dây điện ra mới, rồi anh làm sao mà anh bấm, không biết là anh không không chắc anh không có kìm bấm cốt đâu, anh lấy kìm bấm anh bấm anh làm sao mà anh đốt chì ha, anh mua cái cuộn chì hàng 5.000 đó đó, anh mua cuộn chì hàng 5.000 về cho anh lấy bật lửa anh đốt ha, anh đốt cho nó chảy chì vô cho nó bám có độ bấm dính tốt ha.
Đây nè, như tôi mấy cái đầu code này nè anh. Đó, mấy đầu code lớn này nè, hàng đâu nó cái mỏ hàng của mình, cái mỏ hàng chị nó đâu có đủ độ nóng đâu mà hàng để nổi đến này. Tôi dùng bật lửa, cái bật lửa khè khè tôi đốt cho chị nó chảy ra, nó bám dính giữa cái đầu code và cái cụm dây điện á là ok rồi ha. Đó, thì mình làm sao mình gia cố cho nó đừng có lung la lỏng lẻo là ok ha. Hoặc là nếu mà anh không mua thay á thì anh cũng có thể là gia cố lại bằng cái đầu code đó, nhưng mà cái đầu code đã bấm rồi, chỉ có cắt bỏ mà thôi, chứ không thể nào mà là anh sửa tận dụng lại cái đầu code cũ được đâu, tại vì cái đầu code nó bấm bấm đã dẹp rồi, bây giờ anh cắt ra anh đưa vô cũng được, ra mua đầu code khác ha. Đó, thì khắc phục lại chỗ đó là nó sẽ hết liền, nó chấm tiếp điện rồi vô gì nó mát là ok à, chứ rồi vô mà nó nóng chỗ này là không được, rồi nó truyền dòng điện ra nó đâu có đủ cấp tải đâu đâu cho con kít mình nó nuôi ha. Đó thì nè, lên khắc phục đó là bằng cách đó như nãy giờ tôi nói nha. Rồi qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh nha, xin cảm ơn anh nhiều. Tiếp theo là câu hỏi đến từ một anh em có 4 tấm pin 200W hiệu suất cao nối song song áp 21.6V, vậy có đạt không? Hệ 12V kích xua 1500W lưu trữ 200 AH, cài dòng sạc 14.5V khi bình no dòng lên 15.2 thì kích báo rồi em tắt, em cài dòng hạ xuống 14V thì hết bị như vậy. Khi ngày nắng ít có đủ sạc đầy 200 AH không anh, mong anh chỉ dùng, cảm ơn anh nhiều. Dạ, với cái tấm pin đốc song song mà điện áp 21.6V là hợp lệ rồi anh ạ. À, đã đủ von rồi, đủ von ha, đủ von. Cái tấm pin á, tấm pin 200W áp thấp á, cái điện áp nó dao động từ 18 đến 24V thì nó nằm 21.6V điện áp dân định là đúng rồi anh ạ. À, đó. Còn cái vấn đề khi mà nó bị nhồi áp pin nó lên 15.2 thì kích báo lỗi đó, đúng rồi anh, hạ xuống 14 chấm là ok rồi ha, 14 chấm 14V. 14V là ok rồi, khi mà ngày nắng ít thì nó cũng vẫn sạc vô bình thường, nó cũng vẫn đầy pin thôi. Thôi ha, chứ không có vấn đề mà sợ mà sạc không no pin ở đây. Nếu mà tại vì pin nó muốn sạc cho nó no nó nóng thì thường thường cài đặt áp lên 14.5 hoặc 14.7 ha. Đó cũng được, nhưng mà nếu mà nó bị một cái vấn đề là nó do nó nhồi áp. Đó, nó nhồi áp là khi mà cái pin mình nó đầy rồi nó hay bị nhồi lắm, nó hay bị nhồi. Ví dụ như anh đang sử dụng điện đúng không, anh đang bật kích sử dụng điện, pin nó đầy rồi, đang bật kích sử dụng điện mà cái anh ngưng sử dụng điện, cái áp pin nó nhồi nó lên cái 10 15.2, cái kích nó báo lỗi liền. Anh cũng có thể là nâng cái áp sạc lên là 14.3 cũng được ha, 14.3. Anh canh làm sao mà cái pin áp đầy nó không, nó nhồi khoảng chừng dưới 15V là kích nó không báo lỗi ha, chứ nó nhồi trên 15V thì kích báo lỗi á. Đó, rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh để cái điện áp sạc 14V những ngày ít nắng sạc cũng vẫn bình thường anh ạ. À, đó vẫn bình thường ha, nếu mà anh cài đặt cái áp sạc 14 chấm an toàn rồi, quá tuyệt vời, sạc nó không có nóng pin, pin lúc nào nó cũng lạnh lạnh lạnh, nó không có nóng ha. Đó, khi nào mà cái áp lên cao nó mới nóng nóng pin ha. Đó, còn cái áp thấp, tại vì thường thường sạc pin á muốn cài đặt cái áp cho nó cao để cho nó hạn chế bớt cái dòng lại ha. Đó, khi mà cái áp lên cao thì cái hiệu suất nó mới lớn, sạc nó mới, cái công suất pin nó mới thu về một cái lượng điện là ok ha. Còn nếu mà mình cài đặt cái áp mà quá thấp á, khi mà nắng nó lên á, pin nó tạo ra lượng điện nhiều mà cái áp pin nó bị hạn chế ở 14.V thì cái công suất pin, cái hiệu suất nó đạt không có nhiều, nó thu vô không có nhiều nên nó bị hạn chế ở chỗ cái áp thấp thấp này. Nên á, thường thường á, những hệ pin nó cài áp nâng cao lên, ví dụ như tôi nâng lên là 15V, khi mà nó đạt đến 15V á rồi mà cái pin nó còn đói á thì cái lúc đó cái công suất nó mới ào ạt ha, cái công suất pin á nó mới là cái công suất lớn nha, công suất watt nó mới lớn, nhưng mà cái dòng nó nhỏ lại. À, cái dòng nó nhỏ lại chứ không phải là nói ở cái dòng nó lớn nha, cái công suất nó cao, ví dụ như 300W pin đúng không? Tôi ví dụ 300W pin mà khi áp lên cao rồi cái công suất pin á nó gần 300W trên một giờ, nhưng mà cái dòng nó rất là nhỏ. Đó, còn ví dụ như anh cài đặt cái áp pin nó nhỏ 14V thì cái công suất pin nó bị hạn chế cái công suất pin xuống, nhưng mà cái dòng nó nâng lên rất là cao đó, nên nó không có tốt cái dây chỗ này. Nên thường thường á tôi sử dụng pin tôi cài đặt cái áp cao đó để cho cái dòng nó nhỏ lại mà cái công suất nó lớn, đó là như vậy ha. Nhưng mà sạc để áp cao thì cái pin nó nóng, nó không có hay, nó được cái này thì nó mắc cái kia. Anh để 14V là mát cái pin lắm, được tốt rồi. Qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh nhé, xin cảm ơn anh nhiều. Tiếp theo là câu hỏi đến từ một anh ơi cho em hỏi, em mới mua hai bình Yamato 30AH giờ muốn lắp mạch cân bằng thì dùng cái như nào được ạ? À, tấm pin em sạc 120W thôi ạ. À, anh sử dụng pin hệ 12V đúng không? Chắc chắn là hệ 12V là cái tấm pin 120W nè, đâu có thể nào sử dụng pin 24V được. Cái hệ 12V không không có lắp mạch cân bằng nha anh.
Hệ 24V nó hai cái bình câu nối tiếp á mới lắp mạch cân bằng. Còn hệ 12V là anh câu song song hai cái bình lại, cộng qua cộng trừ qua trừ là không có lắp mạch cân bằng. Hệ thống điện 12V là cái bình của anh đó là bình 12V, không lắp mạch cân bằng nha anh. Đó. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh là không có lắp mạch cân bằng. Rồi xin cảm ơn anh. Tiếp theo là câu hỏi đến từ một anh cho hỏi bình Yamato độ bền trung bình dùng được bao lâu sẽ hư, và bình viễn thông độ bền trung bình được bao lâu sẽ hư không dùng được nữa phải thay. Cảm ơn anh, chúc anh nhiều sức khỏe và xin cảm ơn anh rất nhiều. Cái tuổi thọ của bình nó thật sự ra là không có trả lời được anh ạ. Cái tuổi thọ của bình là do người sử dụng quyết định cái tuổi thọ đó ha. Đó, ví dụ như bây giờ là cái bình Yamato này theo tôi tìm hiểu được là cái tuổi thọ thiết kế của bình là từ 3 đến 5 năm. Còn khi mà đưa vào sử dụng thì cái tuổi thọ sử dụng từ 1 đến 3 năm. Đó thì tùy theo người sử dụng ha, từ 1 đến 3 năm nó hư. Có khi người sử dụng mới mua về, sử dụng mới có vài bữa nó hư cũng chừng. Có nhiều anh sử dụng 4 năm, 5 năm nó cũng không hư. Đó là như vậy nha, cũng tùy theo cái cách mình sạc xả, quan trọng với cái dòng xả. Nếu mà mình đừng có xả với cái dòng lớn, mình sử dụng mà coi chừng mình lạm dụng nó quá. Mình sử dụng, ví dụ như cái bình Yamato này mà mình lúc nào mình cũng sử dụng cái thiết bị nó nặng điện á, nó nhiều quá thì nó mau hư thôi. Thì trong vòng mà hơn năm nó đã hư rồi. Còn nếu mình sử dụng thiết bị điện nó nhẹ nhẹ lại, nó ít thì nó bền hơn nữa. Đó còn nhẹ nhẹ, mình sử dụng đúng cái dòng sạc xả của bình, 1/10 của bình thì nó rất là bền, 3-4 năm nó mới hư ha, nó mới suy giảm từ từ. Đó nên cái trường hợp này không thể nào mà nói là cái bình sử dụng nó bền, nó hư. Cái quan trọng là mình sử dụng như thế nào nó mới bền theo năm tháng. Đó thì mình cứ giữ đúng nguyên tắc sạc xả 1/10 của bình đó ha. Đó thì nó sẽ bền theo năm tháng. Ngay cả cái bình viễn thông cũng vậy. Cái bình viễn thông á thì cái tuổi đời và cái tuổi thọ thiết kế của bình tôi tìm hiểu được á là từ 5 năm đến 7 năm, có cái từ 7 đến 12 năm, cái đó là tuổi thọ thiết kế. Còn cái tuổi thọ mà khi mà mình đưa vào sử dụng á, ví dụ từ 5 năm đến 7 năm hoặc 9 năm hoặc 10 năm đó thì nó mới hư. Nhưng mà cũng tùy theo người sử dụng. Như tôi mua cái cặp bình xịn sò nhất trong cái bình viễn thông, bình gheo nó mắc tiền lắm, về tôi sử dụng có 1 năm nó hư 1 cái rồi. Cái này là không phải do lỗi sản phẩm hư, mà do lỗi tôi nè, cái người vận hành mình nó không có đúng cách thì dẫn đến nó hư thôi, nó hư 1 cái. Ở đây tôi có hai cái bình nè, cặp bình viễn thông tôi mua 13.600.000 nè, 6.800.000 1 cái. Bình gheo, bình công nghệ gheo đàng hoàng chứ không phải bình AMG, bình ABG thì nó rẻ hơn và cái số lượng ký nó nhẹ hơn. Đó, bình gheo nó rất là đắt tiền, bình xịn sò nhất trong bình viễn thông. Tôi mua cặp bình về sử dụng, tôi câu nối tiếp lên hệ 24V, tôi sử dụng 1 năm trời nó hư hết cái này nó bị hư, tôi không có lắp mạch cân bằng, nó bị lệch áp thường xuyên mà tôi không có kiểm tra nữa. Lúc đó tôi không có lắp mà kiểm tra, tới cần mà tôi kiểm tra được thì nó hư cái rồi. Cái đó là lỗi do người sử dụng, là lỗi do mình vận hành, mình kết cấu mình sẽ nó không đúng thì dẫn đến nó hư thôi. Đó là như vậy nha. Thật sự ra bình anh em hỏi sử dụng bao lâu mới hư, rồi cái này cũng không biết được. Có nhiều khi cái pin Life B4 á, cái chu kỳ sạc xả nó là 3.000 sạc chu kỳ, cái tuổi thọ của cái pin nó 10 năm lận. Có nhiều khi mấy anh em á mới mua về sử dụng có mấy tháng là nó hư hết cell pin này. Cái vấn đề đó cũng là lỗi do cái cách mình sạc xả mà không có kiểm tra được, không là do cái hệ câu nối tiếp á, lắp bạch căng bằng nhỏ quá, nó căng không kịp, mà mình xả với dòng xả lớn hoặc mình sạc với dòng sạc lớn á, nó căng bằng không kịp, dẫn đến một trong 4 5 cell hoặc 8 cell 16 cell nó hư một cell. Thì dẫn đến thì nó cũng nguyên một cả các xe pin hệ thống thì nó cũng không ổn định được. Đó là như vậy, nên cái trường hợp này cũng tùy theo cái người sử dụng ha. Cái người sử dụng mới quyết định được cái tuổi thọ của sản phẩm. Nói vậy anh, nên tôi không có trả lời anh là cái bình sử dụng bình Yamato mấy năm sẽ hư, rồi bình viễn thông mấy năm sẽ hư, không thể nào trả lời được. Đó, ngay cả tôi mà tôi xài cái bình có tuổi thọ thiết kế từ 7 đến 12 năm nè. Từ 7 đến 12 năm tuổi thọ thiết kế. Đó, mà mới sử dụng có 1 năm nó hư 1 cái là uổng không anh? Đó là cái trường hợp này là do người sử dụng quyết định tuổi thọ của bình rồi. Đó, thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh nhé. Xin cảm ơn anh nhiều nha. Tiếp theo là câu hỏi đến từ một anh Thông cho em hỏi hệ điều hướng của anh có gắn cảm biến tự để tự động xoay không ạ? Nếu có thì anh xài loại nào vậy? Cảm ơn anh nhiều, chúc anh sức khỏe và xin cảm ơn anh rất nhiều ạ. Dạ đây tôi điều hướng cái bằng tay anh ạ, còn thủ công. Tôi dùng cái cầu dao đảo chiều này, đó, đẩy lên và rút về, đó, vậy ha.
Tôi cũng định tôi có sẵn những cái mạch hẹn giờ hết trơn rồi anh ạ. À. Đó nhưng mà tôi chưa có lắp, có sẵn một năm qua của một anh đã tặng tôi làm sẵn hết trơn rồi, tặng tôi rồi tôi chưa có lắp vô. Tại vì mấy thằng nhóc nó cứ cản, nó nói chài để còn chơi. Cái này mà nó chơi cứ để điều hướng nó đẩy tới đẩy lui tối ngày à. Đó nó chơi nó đẩy làm những cái gì thọ đâu vô á. Tại vì cái dễ quan sát là ở đây, đứng đây cái đẩy ra rút về. Đó nó dễ, còn nếu mà anh em mà lắp trên điều hướng mà trên mái nhà mình không thấy á, thì cái đó phải bắt buộc và mình phải lắp cái điều hướng cho nó chuyển động từng giờ một cho đi đúng cái hướng mặt trời ha, nhằm khi mình điều hướng trong nhà mà mình đâu có thấy trên cái dàn pin của mình là cái hướng nó đi đâu làm sao, nên cái đó phải lắp những cái mạch tự động hẹn giờ xoay ha, hoặc là những cái cảm biến ánh sáng ha để nó tự xoay. Còn đối với tôi á thì ở đây tôi đứng đây, đây ra đây đó, nhìn đây đây từ cái cầu dao này tới pin đó 3 mét thôi, mấy thằng nhóc á nó đẩy tối ngày à, đẩy tới đẩy lui ha, đẩy làm như trò chơi vậy, kệ nó đẩy nhiêu nó đẩy đó. Đây nè anh nè, tôi nè, để tôi lấy tôi có nguyên một cái bộ luôn, bộ hẹn giờ luôn đây nè, đây là nguyên một cái bộ hẹn giờ của lâu rồi, có hình như một hơn hơn một năm rồi. Đây ha. Đây nè. Đây các cái rờ le. Đây là của một anh Trịnh Văn Trung gì đó, không biết là anh ở đâu, là anh có gửi tặng cái này, là anh tặng cho tôi nay khá lâu rồi ạ. Khá lâu rồi, như là hơn một năm rồi. À, tôi nhớ là khá lâu rồi, không biết ngày nào có in trên đây. Ha, tôi xin bịch cái số điện thoại lại. À, là đây nè, đây nè. Đây nè, có cái ngày của bưu điện đóng là ngày 21 tháng 1 năm 2022. Thì cái này tôi nhận này hơn hơn một năm rồi, của một anh đã tặng tôi hết rồi. Anh có vẻ sơ đồ sẵn cho tôi đấu nối hết rồi mà tôi không có lắp. Đây nè, nguyên một cái combo anh đã lắp sẵn, anh đã tặng tôi. Đây là một cái hệ thống ha. À, tự động hẹn giờ để điều hướng cái hệ pin đó. Về thì tôi có mua cái đồng hồ chu kỳ 32 chu kỳ, bỏ ở đây nè, đây cái đồng hồ đây nè đó. Về tới tới nay luôn hơn một năm rồi tôi cũng không có lắp vào đây nè ha, đó sẵn lấy cho anh em xem đâu mà tôi không có lắp nha. Đây nè, đây là cái này tôi mua nay khá lâu rồi anh em ạ. Đó tôi mua cái đồng hồ hẹn giờ 143.000, số tiền 143.000 cũng mua lâu rồi, hơn một năm rồi đó. Đây nó như thế này nè, đây tôi bỏ đây lâu rồi. Cái lỗi này nó hẹn từng mili giây luôn nha, từng giây một luôn. Đây nè đó, cái lỗi này á. À, tôi mua trên Lazada trăm mấy đó ha, lâu rồi. Nó hẹn giờ là nó hẹn là 32 chu kỳ nha, chứ không phải là 16 chu kỳ nha, nó hẹn được từng giây luôn ha. Đó nè, còn nguyên luôn, chưa có sử dụng mà. Đó dòng nó được chịu 25A đó. Đó thì cho anh thấy ha, tôi có nguyên cả bộ để điều hướng cái hệ thống pin của mình, nhưng mà tôi không không có lắp vô, tại vì mấy thằng nhóc có để cứ tối ngày đẩy tới luôn nó chơi đó, nên tôi không có cần thiết, tôi không có cần thiết lắp cái hệ thống này đó. Anh thấy là nguyên một cái rơ le đó hẹn giờ đó, sẵn hết trơn rồi, tôi có sơ đồ đấu nối hết rồi đó, nhưng mà tôi không có lắp vô rồi. Thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh, thì đến bây giờ tôi vẫn là điều hướng bằng tay nha, bằng cái cầu dao đảo chiều đó, là như vậy nha. Rồi cái video tôi đến đây cũng xin tạm dừng. Anh em xem video nhớ cho cái like, còn anh em nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành cùng kênh Đam Mê Năng Lượng nhé. Còn bây giờ thì xin chào.